Đến ngày 20 tháng 2 năm 2021, tỉnh Hòa Bình đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 303 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân hơn 164 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành lĩnh vực đã giải ngân hơn 139 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 1.006 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chưa phân giao chi tiết do kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mặt khác, một số dự án chuyển tiếp sử dụng vốn ngân sách trung ương quá thời hạn giao vốn chưa thể hoàn thành trong năm nay hiện đang trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Do đó đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Tỉnh Hòa Bình đang tập trung rà soát hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để giải ngân nguồn vốn, khẩn trương hoàn thành công tác phân giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2021.